Thưa quý vị, còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, các nhà vườn tại Long An đang tất bật chăm sóc qua kiển để chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới. Ký nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Tân An. Đây là năm thứ tư liên tiếp, ông Vũ Hồng Phong trồng khoảng 3.000 chậu bông dạng thọ để bán Tết. Ngoài ra, sau khi được thị trường đón nhận vài chục cây khế kiển vào mùa Tết năm rồi, nên năm nay, ông Phong đã trồng thêm khoảng 2.000 chậu tuy nhiên do thời tiết thất thường mưa kéo dài hơn mọi năm nên nhà trường phải tốn thêm nhân công và chi phí chăm sóc để cho bông trổ kịp tết hôm nay mưa nó 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 trái nó, nó mùa nhiều quá mà. cái 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 bông của nó nó cái, cái, cái sợ mưa nó nó không tốt hôm nay nó nó đúng là bông nó không tốt bằng mấy năm trước rồi chăm sóc mình mưa nhiều mình bớt nước lại nó sợ nước lắm mình canh nước để cho nó vừa đủ vừa đủ nước là là cái cây nó phát triển tốt còn tại nông trại Qua Lan, Đông An, Quảng Lan, Orchis ở phường Nam, thành phố Tân An, để chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay, chủ vườn đã nhập khoảng 2.000 cây lan từ Thái Lan về để bán Tết. Bên cạnh các đơn hàng trong tỉnh, vườn năng này còn đang phân phối online cho nhiều địa phương khác trong cả nước. Nhập một số Vanda về đó không có là Esco. Với lại Mocara thì mình cũng kích đặng cho nó ra ngay Tết á. Khi mà chăm sóc khó khăn nhất đó là vào mùa mưa, mùa mưa thì cái lan nó sẽ bị thúi nhũng, bệnh nhiều hơn, còn nắng thì nó ít. Mình phải xịt ngừa trước khi mùa mưa, mình xịt bệnh đó, mình phải lo mình xịt trước. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và cả thách thức giai đoạn đầu vụ, nhất là thời tiết và chi phí đầu vào tăng cao, nhưng với tinh thần chịu khó và sự dày công của các hộ nông dân trồng qua, thì cái dòng Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 sẽ là một vụ mùa thắng lớn của nhà vườn tại Tân An nói riêng và cả tỉnh Long An nói chung.